tham gia giải đấu do CN Pro Trading tổ chức cùng với XM để có cơ hội nhận giải lên tới 250 đô nhé các bạn. Chào các bạn, mình là Tiến Trọng 94. Rất vui vì được gặp lại các bạn ở trong video này. Trong video này thì mình sẽ nói tới cuộc thi do XM và bên mình tổ chức ở đây thì đây là một cuộc thi dành cho tất cả những bạn nào đã dưới link của bọn mình rồi đây là một cuộc thi cá nhân thôi đây là lần đầu tiên bọn mình tổ chức và có cái sự đồng hành cùng với sàn bởi vì khi mà tổ chức theo kiểu cá nhân tự bọn mình tổ chức nó sẽ rất là khó thống kê vậy thì bây giờ có sàn xm hỗ trợ bọn mình về cái công cụ là hỗ trợ thống kê này rồi làm mọi thứ nên nó rất là minh bạch và rõ ràng hãy cùng mình xem nhé ở trên màn hình của mình là nhóm CN Premium và đây là nơi dành cho tất cả những bạn nào đăng ký theo linh sản ủng hộ bọn mình thì các bạn sẽ có thể được vào đây. Và ở trong đây thì bọn mình đưa những cái tín hiệu để các bạn vào buy hoặc sell những cái cặp tiền hoặc là vàng nhá. Ở đây nếu như bạn nào thích chơi vàng thì cũng có thể vào. Bình thường ấy, những ngày cao điểm thì bọn mình sẽ có tầm 5 hoặc 6 lệnh, còn những ngày ít thì sẽ một hoặc hai lệnh để các bạn có thể chơi nhá. Ok, nói nhanh về nhóm này vậy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ sang cuộc thi nhá đây là giao diện của XM và nếu như bạn không vào được những sàn ví dụ như là XM.com này thì bạn hãy tải một cái app hoặc là một cái phần mềm là 1.1.1.1 về nhá nó có tên gọi là Grab khi mà tải về xong bạn bật lên thì bạn sẽ có thể sử dụng được để vào những cái trang web như thế này và đó là một cái dạng VPN free nha các bạn sau khi vào đăng nhập được rồi thì bạn sẽ cần một cái tài khoản đã xác thực tức là bạn đã verify xác minh danh tính rồi sau đấy nạp 50 đô rồi. Và đương nhiên điều kiện đầu tiên là những người tham gia giải đấu này cần phải là những người dưới linh của bộ mình thì mới được trao giải nha các bạn. Ok, các bạn nhìn sang phía bên trái, các bạn sẽ thấy mục đấu thủ đúng không ạ? Ấn vào cho mình. Sau khi các bạn ấn vào thì các bạn sẽ có một cái giao diện nhìn như thế này. Và tại mục cuộc thi, các bạn sẽ kéo xuống và nhìn thấy được là rất nhiều cái giải đấu ở đây, rất nhiều cuộc thi tại đây đúng không ạ? Hiện tại đang có hai cuộc thi, một cuộc thi là của bên mình, một cuộc thi là của Green Arena và giải đấu CN Premium với XM ở đây thì diễn ra từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8 hiện tại thì mới có 24 bạn hoạt động thôi nên là cơ hội vẫn còn rất nhiều dành cho các bạn các bạn tranh thủ tham gia nhé trạng thái ở đây họ yêu cầu là KYC như mình đã nói đúng không và tài khoản ít nhất 50 đô loại tài khoản thì bạn có thể sử dụng Standard hoặc là Ultra Low Standard bạn ấn vào cho mình có một điều khá hay khi mà bạn giao dịch bên XM ấy, đấy là khi mà bạn nạp tiền mà tài khoản standard chẳng hạn thì thường nó sẽ có một cái bonus để cho các bạn có thể sử dụng để chơi. Đấy cũng là một cái khá là hay. Còn những cái tài khoản như kiểu ultra low ấy thì bạn sẽ không có cái bonus đó. Và đây thì tài khoản yêu cầu là standard hoặc là ultra low standard nha các bạn. Thời gian còn lại là 20 ngày và các bạn có thể nhìn sang phía bên phải này. Đây là tên bạn và đã tham gia hay chưa này. Ở góc này bạn có thể tìm tên một người nào đấy. Ở đây bạn có thể nhìn thấy bảng xếp hạng, người đứng đầu hiện tại đang là QNAQ0 với hiệu suất là 101%, tức là thống kê rất là rõ ràng các bạn thấy không ạ? Với giải nhất thì đương nhiên là phần thưởng sẽ cao nhất rồi. Ở phía dưới này, bạn có thể thấy là mấy cái bạn ở phía dưới này đồng giải 8 này vẫn đang là 0%. <laughs> chúng ta có thể thấy là vẫn rất là ok nếu như chúng ta bắt đầu chơi từ bây giờ, đúng không ạ? Không phải là quá cao, nhưng mà chúng ta vẫn có thể chen vào được top 10, vẫn rất là ok. Các bạn kéo xuống nhé. Bạn sẽ thấy được ở đây cái hiệu suất và các lệnh ấy là bởi vì mình đang ấn vào cái người đầu tiên này bạn sẽ thấy được hiệu suất này. Có lúc hiệu suất của họ là 33%, có lúc lên 133, 158, tám và bây giờ đang xuống này 100 này. Đấy, đây là cái phần hiệu suất của họ. Xếp hạng họ đang liên tục đứng thứ nhất và các sản phẩm chơi họ chơi chỉ là vàng thôi. Các vị thế này, buy sell đóng mở vân vân. Các đấu thủ khác, đấy các bạn có thể xem này. Bây giờ mình ấn vào người thứ hai thì nhá, người đang có 58% này. Chúng ta sẽ cùng xem nhá vị trí đang từ thứ 8 xong lên thứ hai xuống thứ ba lên thứ hai và các sản phẩm họ chơi là có cả vàng cả bit và đấy là cái danh sách những cái lịch sử của họ đây là những cái lệnh họ chơi này bạn cũng có thể tham khảo ở đây để xem là à những cái vùng đó họ vào như thế nào kiếm tiền ra sao vậy thì sau khi bạn đã biết về cuộc thi rồi cơ chế giải thưởng như thế nào thì bạn ấn vào mục giải nhất này nhé sẽ hiện lên là hạng nhất 250 đô, hạng 2 100 đô, hạng 3 50 đô, hạng 4 và hạng 5 cũng 50 đô. Vậy thì mục tiêu của chúng ta đấy là từ hạng 1 về hạng 5 là chúng ta có thể có giải đúng không ạ? Và để vào được những cái thứ hạng này nó sẽ yêu cầu nhiều thứ. Thứ nhất là bạn chơi nó vững tay một chút. Thứ hai là sau khi bạn chơi vững tay xong, kiếm được lời xong bạn phải giữ được. Như người hạng nhất này bạn thấy không ạ? Có lúc họ lên đến 180% lãi so với tổng giá trị tài khoản của họ ấy. Ở đây là chúng ta đấu theo PNL nha các bạn, đấu theo tổng giá trị phần trăm tài khoản chứ chúng ta không đấu theo số tiền. Ví dụ tài khoản của mình 100, tài khoản bạn 1000 mình kiếm ra 20 đô, bạn kiếm ra 200 đô thì chúng ta ngang nhau 10%. Đấy, thì quan trọng là cái phần trăm đấy bạn giao dịch tốt đến đâu, bạn kiếm được lời tốt đến đâu và giữ được cái khoảng đó. Nếu như bạn đã thấy là bạn vào top 5 và cái phần trăm này nó đủ cao nó đủ ổn rồi thì có thể bạn không cần phải giao dịch quá nhiều, bạn cứ giao dịch dần 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 thôi. Đừng giao dịch quá mạo hiểm, như thế thì chúng ta sẽ nằm trong top nhá. Đấy là một định hướng mà mình có thể hướng dẫn cho các bạn. Vừa rồi thì mình vừa chia sẻ với các bạn về giải đấu của CN Premium kết hợp với bên XM tổ chức. Nếu như bạn thấy giải đấu này hay và hữu ích thì có thể tham gia hoặc là chia sẻ nó cho bạn bè để họ cùng tham gia giải đấu nhé. Vừa luyện tập kỹ năng chơi vừa có thể có cơ hội kiếm giải nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong video tiếp theo. Chào các bạn.